kem phê pháp chữ A có dùng được cho bà bầu không? Đây chính là câu hỏi mà chị em nào đang mang bầu cũng rất quan tâm. Ở giai đoạn này mình xấu đi nhanh lắm, nhưng lẫn lộn giữa sắc đẹp và sức khỏe của đứa con trong bụng khiến bạn sẽ phân vân nhiều lắm. Nên hay không nên dùng kem phê pháp chữ A khi bạn đang mang thai sẽ có câu trả lời ngay trong video này nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Nếu bạn đang có bầu, bạn có thể sử dụng kem phê pháp, chữ A để dưỡng trắng da và chăm sóc cho da mặt. Nhưng bạn nên đọc kỹ bài viết này, để đảm bảo an toàn cho chính bạn và em bé của bạn nhé. Kem phê pháp dùng được cho bà bầu vì những lý do sau. Các thành phần của kem này đều chiết xuất từ tự nhiên và lành tính, nên có thể sử dụng ngay có khi bạn đang mang bầu. Thành phần trong kem phê pháp chủ yếu là vitamin E, collagen mang lại hiệu quả hữu ích nhất cho da, mà nó cũng không có ảnh hưởng gì đến em bé. Với các thành phần tự nhiên lành tính và an toàn như trên thì nếu bạn đang có mang thai, thì vẫn có thể dùng được. Bạn yên tâm sử dụng kem dưỡng da phê pháp, chữ A cho việc làm đẹp trong giai đoạn mang bầu này nhé. Nhưng bạn cần lưu ý thật kỹ những thông tin bên dưới để có thể quyết định nên dùng hay không nhé. Vì vậy nếu bạn đang có mang thai thì vẫn có thể dùng được. Bạn yên tâm sử dụng kem dưỡng da phê pháp cho việc làm đẹp trong giai đoạn mang bầu này nhé. Tuy nhiên để tránh rủi ro đáng tiếc, bạn nên tìm hiểu thêm hướng dẫn của bác sĩ để đề phòng trường hợp kích ứng với một số ít thành phần có trong kem dưỡng da nhé. Lưu ý đầu tiên quan trọng nhất đó là bạn phải mua được kem thật chính hãng. Bởi vì kem thật thì mới đảm bảo được các thành phần trong kem rõ ràng, an toàn, hiệu quả và hàm lượng các chất ở mức cho phép. Sản phẩm cũng được thử nghiệm và kiểm định một cách nghiêm ngặt trước khi tung ra thị trường. Nếu như bạn đang mang thai mà lỡ mua nhầm phải kem giả, thì những hóa chất độc hại có trong kem không có nguồn gốc sẽ gây nguy hại cho da, không những thế còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và em bé nếu bạn lỡ nuốt phải. Thứ hai là lúc mang bầu sẽ có những giai đoạn quan trọng và nhạy cảm. Giai đoạn quan trọng nhất là 3 tháng đầu tiên. Đây là giai đoạn mà ngay cả chính bạn cũng sẽ thấy luôn lo lắng và hồi hộp nhất. Bạn vừa hạnh phúc vui mừng, lại vừa lo lắng và hồi hộp. Ở giai đoạn này hormone thay đổi rất nhiều nên khiến da mặt bạn rất xấu. Chính vì vậy mà bạn cũng sẽ nghĩ ngay đến việc dùng kem phê pháp, chữ A hay mỹ phẩm nào đó để làm cho mình bớt xấu. Nên ở giai đoạn đầu, bạn nên hạn chế sử dụng mỹ phẩm. Bên shop mình thì vẫn thường khuyên khách hàng không sử dụng mỹ phẩm trong giai đoạn mang bầu. Nhưng vì tính chất công việc hay lý do nào đó, bắt buộc bạn phải sử dụng mỹ phẩm, thì có thể tham khảo ý kiến bác sĩ để cân nhắc sử dụng nhé. Kem phê pháp chữ A hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem phê pháp chữ A hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới, để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.